Chào mừng các em đã đến với kênh Lời Giải 2.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài phát biểu theo chủ đề trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 tập 1 trang số 115. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện yêu cầu trong sách giáo khoa. Chi đoàn tổ chức hội thảo, thanh niên, học sinh cần làm gì để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông? Anh chị hãy phát biểu ý kiến tham gia hội thảo. Ta đến với phần 1 lớn, các bước chuẩn bị phát biểu. 1 nhỏ, xác định nội dung cần phát biểu. Theo anh chị, chủ đề của cuộc hội thảo trên có thể bao gồm những nội dung cụ thể nào? Những chủ đề cơ bản trong cuộc hội thảo: những hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đối với cuộc sống con người. Tiếp theo là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và những giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Anh chị chọn nội dung nào để phát biểu? Tại sao? Tùy theo sự lựa chọn của các em, chẳng hạn có thể chọn nội dung thứ 3, những giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, vì đó là trọng tâm của chủ đề được mọi người chú ý. Ta đến với phần 2 nhỏ, dự kiến đề cương phát biểu. Giả dụ anh chị chọn nội dung khắc phục tình trạng đi ẩu, nguyên nhân chủ yếu của tai nạn giao thông, anh chị hãy dự kiến đề cương cho lời phát biểu. Sau đây là đề cương gợi ý cho các em. Đầu tiên là tình trạng đi ẩu của học sinh hiện nay. Tiếp theo là hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông. Ta nêu một số nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và bàn về những giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Như tuyên truyền, ý thức tự giác chấp hành luật giao thông cho mọi người, phối kết hợp các cấp chính quyền trong việc xử lý những người cố tình vi phạm luật giao thông, tăng cường công tác giáo dục về luật an toàn giao thông trong nhà trường. Từ việc phân tích các ngữ liệu trên, chúng ta rút ra được ghi nhớ sau. Để phát biểu ý kiến theo chủ đề có hiệu quả, cần lưu ý lựa chọn nội dung phát biểu phù hợp với chủ đề chung và tình hình thảo luận, dự kiến nội dung chi tiết và sắp xếp nhanh thành đề cương phát biểu, có thái độ, cử chỉ đúng mực, lịch sự, điều chỉnh giọng nói phù hợp với nội dung và cảm xúc. Tiếp theo, chúng ta đến với phần luyện tập. Đầu tiên là câu hỏi số 1. Tại cuộc thảo luận ở lớp về chủ đề quan niệm về hạnh phúc của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay đã có một số ý kiến sau. Muốn có hạnh phúc thì phải kiếm được nhiều tiền, vì có tiền là có tất cả. Hạnh phúc là được làm theo ý thích của mình, là được tự do tuyệt đối không phụ thuộc vào ai, vào bất cứ cái gì. Hạnh phúc là phải biết cống hiến và hưởng thụ một cách hợp lý, phải biết hy sinh cho lý tưởng. Ai biết tạo ra sự hài hòa giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc tập thể, người đó mới có hạnh phúc thật sự. Nếu tham gia, anh chị sẽ phát biểu những ý nào và phát biểu như thế nào? Về vấn đề quan niệm về hạnh phúc của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay, trước tiên chúng ta giới thiệu tuổi trẻ ngày nay có nhiều quan niệm về hạnh phúc và giải thích hạnh phúc là gì. Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng. Hạnh phúc gắn liền với quan niệm về niềm vui trong cuộc sống. Tiếp theo, ta đưa ra một số quan niệm của giới trẻ về hạnh phúc, như hạnh phúc khi được làm theo sở thích, không bị phụ thuộc vào người nào và điều gì, hạnh phúc sống cống hiến và hưởng thụ một cách hợp lý, sự hài hòa giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc khi mang đến niềm vui tốt đẹp cho mọi người và hạnh phúc là khi có bạn tốt và có người chia sẻ. Cuối cùng, ta đưa ra kết luận. Mỗi người sẽ có những quan niệm hạnh phúc khác nhau, mỗi chúng ta khi hạnh phúc sẽ khiến cuộc sống tươi đẹp hơn. Tiếp theo, ta đến với câu hỏi số 2. Có ý kiến cho rằng vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên, hay phát biểu quan niệm của anh chị? Đầu tiên, chúng ta giới thiệu vấn đề lập thân như thế nào là vấn đề đang được quan tâm hàng đầu của thanh niên. Mỗi người có một định hướng và lựa chọn riêng của mình. Ai cũng muốn mình thành đạt, trước hết vào được một trường đại học. Vì vậy, có ý kiến đã cho rằng vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên hiện nay. Tuy nhiên, điều đó chưa hẳn đã đúng. Vào đại học là một trong những cách lập thân tốt nhất của thanh niên ngày nay, song không phải là cách duy nhất, bởi vì không phải mọi thanh niên đều có khả năng vào được đại học. Ngoài việc vào đại học, thanh niên còn có nhiều cách lập thân khác như học nghề hay làm kinh tế gia đình. Có nhiều thanh niên dù đã học xong đại học, song vẫn không có đủ khả năng lập thân. Trong thực tế,
cuộc sống có nhiều thanh niên dù không được học đại học, song vẫn có khả năng và đã lập thân, lập nghiệp tốt. Cuối cùng, chúng ta đưa ra kết luận, việc lập thân phải tùy thuộc vào điều kiện của mỗi người, quan trọng nhất là phải có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành bài soạn, phát biểu theo chủ đề trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12, tập 1, trang số 115. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để tham khảo nhiều bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt!